Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Bước sang tháng 6 âm lịch năm 2021 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tháng 6 năm 2021 âm lịch của tuổi ngọ chi tiết về các phương diện, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe và cẩm nang vượng vận cho từng tuổi trong tháng. Mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Xem tử vi tháng 6 năm 2021 tuổi Ngọ âm lịch thấy rằng đây chính là thời điểm để bản mệnh bứt phá vươn lên. Có nhiều yếu tố thuận lợi sẽ giúp bạn tháo gỡ những vướng mắc từ trước đó và vươn tới cái đích mà mình đặt ra. Dưới sự nâng đỡ của tam hội, công việc, sự nghiệp của bạn trôi chảy một cách bất ngờ. Bạn nhận được sự yêu mến và giúp đỡ của nhiều người xung quanh, được giao cho nhiều cơ hội để khẳng định giá trị của bản thân mình. Lại thêm bản tính cởi mở, lạc quan, bạn còn có thể đem lại nguồn năng lượng tích cực cho tập thể, trở thành một trong những nhân tố không thể thiếu của tập thể. Trên phương diện tài lộc, bạn có nhiều thời điểm để mở rộng mối quan hệ khách hàng, đối tác của mình. Tháng này, việc làm ăn về cơ bản diễn ra thuận lợi, bạn có thể kiếm về cho mình một khoản tiền kha khá. Nguyệt lệnh trường sinh cho thấy bạn sẵn sàng dồn tâm huyết cho sự nghiệp nên việc đạt được thành công chẳng còn quá xa vời. Thái dương cát tinh phù trợ cho nhân duyên của bản mệnh. Bạn được giới thiệu cho nhiều đối tượng triển vọng, không chỉ giúp cho sự nghiệp phát triển mà còn có cơ hội gặp được người như ý. Người độc thân nên tranh thủ cơ hội này để giao lưu, tiếp xúc với mọi người nhiều hơn, cơ hội thoát ế, sẽ không còn xa nữa. Tử vi tuổi ngọ tháng 6 năm 2021 âm lịch về phương diện sự nghiệp. Người tuổi ngọ có thể tin rằng tam hội sẽ đem đến cho bạn rất nhiều cơ hội sự nghiệp trong tháng 6 này hãy nhân thời cơ hiếm có này để nhanh chóng hoàn thành những mục tiêu mà mình đã đề ra từ trước đó gây ấn tượng với cấp trên và mọi người xung quanh thời điểm này bạn có thể kết giao được với nhiều bạn bè đồng nghiệp đáng quý đối phương có thể đưa cho bạn những góp ý kiến nghị sửa đổi hoặc gợi ý hướng đi mới giúp bạn có cái nhìn toàn diện hơn về chính bản thân mình về công việc mình đang làm hoặc về tình hình thực tế trước mắt lại thêm nguyệt lệnh trường sinh dẫn lối, bạn luôn có thái độ cởi mở khi tiếp xúc với những điều mới mẻ, nhờ vậy mà bạn không còn bị bó hẹp trong những cái mình đã biết nữa. Tháng 6 hứa hẹn bạn sẽ tiếp thu thêm được nhiều kiến thức mới, giúp ích cho công việc không chỉ ở hiện tại mà còn ở cả tương lai. Một trong những hoạt động cần thiết trong thời điểm này chính là mở rộng các mối quan hệ xã giao, với sự thông minh, nhiệt tình và những nét độc đáo riêng trong tính cách, bạn chắc chắn có thể thu hút được nhiều người xung quanh, trong đó có cả quý nhân của bạn. Các tinh thiên diêu cũng giúp cho tài năng của bạn được giúp phát huy, nhất là những ai làm trong lĩnh vực nghệ thuật. Nếu biết chọn đúng thời điểm để khẳng định bản thân, bạn sẽ khiến cho nhiều người phải nhìn bằng ánh mắt khác xưa. Tử vi tháng 6 năm 2021 tuổi Ngọ âm lịch về phương diện tài lộc. Tình hình tài chính của người tuổi Ngọ có những tiến triển khá tích cực trong tháng 6 âm lịch này. Tam hội đem lại nhiều tác động tích cực khiến bạn bắt tay vào làm việc gì cũng thuận lợi, nhanh chóng đem lại lợi nhuận cho bản thân và tập thể thời điểm này, quý nhân xuất hiện có thể giúp bạn nhanh chóng giải quyết các vấn đề khúc mắc, thậm chí giới thiệu cho bạn những mối làm ăn phù hợp với năng lực của mình, giúp bạn trở thành con giáp giàu có. Điều mà bạn cần làm ngay lúc này chính là nhanh nhẹn nắm bắt cơ hội, đừng trần trừ do dự kẻo bạn sẽ để lỡ cơ hội vào tay người khác đấy. Trường sinh cho thấy bạn có thể chinh phục được khách hàng nhờ sự uy tín của mình. Bản mệnh không chỉ mở rộng được thêm đối tượng khách hàng mới mà còn giữ chân được nhiều khách hàng cũ, khiến đồng tiền vào túi tăng lên không ngừng với người làm công ăn lương bạn có cơ hội tăng thêm thu nhấp nhờ các khoản thưởng nóng do bạn đạt được thành tích tốt trong công việc nếu con giáp này không ngại làm thêm giờ hoặc nhận thêm các công việc tay trái thì số tiền dành để trang trải cuộc sống cũng sẽ tăng lên rõ rệt tạo động lực để bạn cố gắng hơn nữa dù là người làm trong lĩnh vực nào đi nữa nếu có cơ hội bạn cũng nên tích cực làm thêm các việc thiện ví dụ như đóng góp tiền bạc giúp đỡ người gặp khó khăn những việc tốt đẹp bạn làm trong thời điểm này sẽ giúp bạn chạm tay tới cơ hội đáng quý trong tương lai tử vi tháng 6 năm 2021 tuổi ngọ âm lịch về phương diện tình duyên. Theo tử vi tháng 6 năm 2021 tuổi ngọ âm lịch, nhân duyên của người tuổi ngọ cực vượng nhờ có cả hai cát tinh là Thái Dương và Thiên Diêu chiếu mệnh. Dù bạn độc thân hay có gia đình, dù bạn ở độ tuổi nào đi nữa thì cũng có cơ hội được kết giao với những người bạn đáng quý. Người độc thân nên nhân cơ hội này để mở rộng mối quan hệ xã giao của mình, chớ nên ngại ngùng, xấu hổ để thời cơ trôi qua mất nếu có thiện cảm với đối tượng nào bạn nên chủ động liên lạc giữ quan hệ với người đó tin rằng với tính cách cởi mở và không kém phần thú vị bạn có thể gây ấn tượng cho rất nhiều người thậm chí là từ cái nhìn đầu tiên người đã lập gia đình được tận hưởng cuộc sống gia đình khá êm đềm ngọt ngào cả bạn và người ấy đều đã biết đặt mình vào vị trí của đối phương không hành xử nóng nảy bốc đồng hoặc đưa ra những yêu cầu vô lý nữa đôi bên còn thường xuyên trao đổi với nhau những vấn đề trong cuộc sống và cùng nhau khắc phục từng việc một tuy nhiên một số người đã lập gia đình cần học cách giữ khoảng cách với người khác giới đào hoa quá vượng có thể là yếu tố đe dọa hạnh phúc gia đình bạn dù có nổi bật và được nhiều người quan tâm chú ý đến thế nào đi nữa bạn cũng cần phải giữ khoảng cách thích hợp với mọi người việc quá gần gũi với một người nào đó có thể gây ra những tin đồn không hay cho dù bản mệnh và đối phương có thực sự trong sạch đi nữa từ vi tháng 6 năm 2021 tuổi ngọ âm lịch về phương diện sức khỏe. Một điều may mắn nữa là người tuổi ngọ gần như không gặp bất cứ vấn đề gì về sức khỏe trong tháng này. Nhờ có tinh thần lạc quan, tích cực và thể chất khỏe mạnh mà bạn có đủ tự tin và hăng hái để bắt đầu bất cứ một công việc nào. Bên cạnh việc nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, bạn cũng chú ý đến việc rèn luyện sức khỏe. Hãy tích cực vận động, tập thể dục thể thao để cơ thể luôn ở vào trạng thái linh hoạt, dồi dào sức sống, đồng thời tránh các bệnh như thoái hóa xương khớp, thừa cân. Nếu cảm thấy mệt mỏi, bạn nên nghỉ ngơi ngay cho đến khi cơ thể, đầu óc tỉnh táo trở lại, đừng vì quá hăng hái mà bắt cơ thể làm việc ngay cả khi mệt mỏi, bởi như vậy không những không mang lại hiệu quả mà còn khiến bạn dễ phạm phải sai lầm. Cẩm Nang Vượng vận cho từng tuổi ngọ. 1. Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, Nam Thái Dương, nữ Thổ Tú khẩu quyết công việc thuận lợi tinh thần hăng hái tìm ra hướng đi mới quý nhân mão hợi tiểu nhân thìn tỵ màu sắc may mắn đỏ nâu hai bính ngọ thuộc mệnh thủy nam thổ tú nữ vân hán khẩu quyết chuyện làm ăn diễn ra thuận lợi thích hợp mở rộng quy mô làm ăn kinh doanh quý nhân thìn dậu tiểu nhân dần hợi màu sắc may mắn hồng cam 3. Mậu ngọ, thuộc mệnh hỏa, nam thái âm, nữ thái bạch. Khẩu quyết, đào hoa rực rỡ, được nhiều người quan tâm, yêu mến. Quý nhân, sửu, dần. Tiểu nhân, tị, mão. Màu sắc may mắn, đen, đỏ. 4. Canh ngọ, thuộc mệnh thổ, nam thái dương, nữ thổ tú. Khẩu quyết, nên nắm chắc cơ hội thuộc về mình, chớ trần trừ do dự. Quý nhân, tị, dậu. Tiểu nhân, dần, thìn màu sắc may mắn tím hồng năm nhâm ngọ thuộc mệnh mộc nam thổ tú nữ vân hán khẩu quyết gia đình êm ấm quan hệ giữa các thành viên có nhiều cải thiện quý nhân dậu tuất tiểu nhân hợi dần màu sắc may mắn nâu trắng cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại